Chào bà con, em Thắng đang đứng ở đây là những cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ Là giống cây trồng độc lạ, à, nhiều cô chú thích siêu tầm à, Hình thức cây của em là cây chiếc cành Bự chưa? Lá nó nè bà con, dày cui bự chán à Đó, chiếc cành như vậy á Thì tùy khu vực trồng Có người trồng 3 năm cho trái Có người trồng 4-5 năm Nó vẫn chưa cho trái tùy dùng đất cũng như là chúng ta chăm sóc ha cái này là em nói thực tế cho bà con ta biết mình thấy ok thì mình mình ủng hộ nè cây em cứng rồi hết sợ chết rồi bữa giờ chết quá trời luôn chiếc cành gì dễ chết lắm còn hình thức thứ hai giá cây sẽ rẻ hơn đó là là ương từ hạt của cái cây này góc bự rồi bà con mà sáng á em coi cái kênh kia nó là chuyên bán hồng sim gục đỏ không lộ luôn mà bà con biết sao nó cũng làm hình thức chiếc cành giống như em vậy nè à, mà, mà cái cành nó chiếc em nói thiệt bà con hả xấu hơn cây dẹt của em ngà cây dẹt của em nè à. nó dám nói với người ta là một năm là cho trái em mà nhà gần ở đó em mua liền á một năm cho trái qua em bữa đầu nữa nghĩ sao mà ông năm người ta có chồng rồi con con nói với cô chú nghe người mà có chồng rồi biết là phải ba năm trở lên nó mới cho trái cứ nói thật đi bà con thấy được ủng hộ còn không thôi đâu gì đâu hôm bữa ờ à, à, chú việt hôm bữa con giao chú hai cây rồi đó nay có bốn cây này đẹp nè chú lấy nữa con giao cho nhưng mà giá cao hơn bữa nha cây này quá đẹp rồi nói chung là bữa giờ ông chết một mớ rồi còn cây nào cứng để lại à. à em thắng đó, cô chú coi kênh em nhiều rồi biết rồi em mua bán thì có làm sao nói vậy à, được bà con ủng hộ còn không thì mình mua chỗ khác chứ không có nói láo chị mất công lắm tại vì nói láo cũng nhiều rồi đó cây nè cô chú coi nè em bán cây bự chản vậy nè em còn phải nói bà con ba năm nghỉ xong năm cho trái mà hồng xiêm một đỏ khổng lồ rồi những bà con mà ham rẻ nữa thì mua rồi dính bị ăn thịt lừa thì gắn chịu cái sao giờ rồi cảm ơn bà con yêu thương ủng hộ em giao tới nha